Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Ngồi ở trên cao. Nguyên tắc của Lăng Hàn rất đơn giản, ngươi không chọc ta, vậy ta sẽ không tới chọc ngươi, nhưng nếu ngươi không có mắt, vậy phải làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của hắn. Ngươi hết lần này tới lần khác trêu chọc ta, cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Hắn lạnh lùng nói. Kim Vô Tương thực sự là muốn khóc chết. Buổi trưa là hắn bị quất bay, hiện tại cũng là hắn bị đập bạc tai, tất cả đều là hắn chịu thiệt a. Ngươi lại còn nói như thế, trên đời này có đạo lý hay không? Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ lại, hai lần đều là hắn gây hấn trước tiên. Hiện tại ngươi cứ việc đắc ý, chờ ca ca của ta đến, ngươi sẽ biết tay. Kim Vô Tương lớn tiếng nói, hắn tin tưởng ca ca của mình nhất định sẽ cho mình hạ giận. Đùng, đùng, đùng. Lăng Hàn liền cho hắn 3-4 cái bạt tay, không nhìn uy hiếp của đối phương ở trong mắt chút nào. Ta chờ. Hắn ném một câu, sau đó cùng Lưu Vũ Đồng Thích Chiêm Thai tiến vào phủ đệ. Ngươi còn gây rắc rối hơn ta. Thất quận chúa than thở. Lần này có thể xông đại họa kia là đệ tử Kim gia, tuy vô dụng, nhưng ca ca của hắn là Kim Vô Cực. Ta không phải từng nói với ngươi Kim Vô Cực lợi hại đến mức nào sao, ngươi còn muốn chọc giận hắn. Ai, ta phải thông báo cho sư phụ, để hắn thu thập tàn cuộc thay ngươi, ta mới không lý tới. Lăng Hàn gõ đầu nàng một cái, nói. Nếu không phải ngươi có ý định bất lương, không cho ta thiệp mời, sẽ có nhiều chuyện như vậy sao? Cái gì ý định bất lương, ngươi không nên oan uổng người tốt. Thích Chiêm Thai liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi, cái tội danh này nàng là đánh chết cũng không thể nhận. Người ta chỉ là quên, quên không được sao? Lưu tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Nàng lại làm nũng nói với Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng vẫn lạnh lùng như cũ, để Thích Chiêm Thai nhìn mà hai mắt ớn ra quang mang, chỉ cảm thấy vị tỷ tỷ này quá có cá tính. Ba người đi tới phòng khách, nơi này đã dọn lên gần 100 cái bàn, nhưng không phải loại bàn tròn bình thường, mà là bàn nhỏ dài, nhiều nhất chỉ có thể song song ngồi hai người. Đây là một người một bàn, nếu như dẫn theo đồng bạn, như vậy hai người một bàn cũng không chật. Bàn này mỗi năm cách một hàng, từ trong ra ngoài, mãi cho đến cửa phòng khách, hiển nhiên, vị trí càng gần bên trong cho thấy thân phận càng cao. Hiện tại số bàn đã ngồi gần hết, ngoại trừ hàng thứ nhất còn có một bàn trống còn lại đều sau hàng thứ 10. Ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi. Thích Chiêm Thai nói, khóe miệng hơi dương, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nàng đưa ra cho Lăng Hàn một câu đố khó, ngược lại muốn xem người này sẽ ngồi ở nơi nào. Bởi vì địa phương khá cao chỉ có một vị trí, nhưng đây chính là hàng thứ nhất, chỉ có mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi mới có tư cách ngồi, tu vi của Lăng Hàn hiển nhiên kém quá nhiều. Nhưng nếu Lăng Hàn ngồi chỗ sau, vậy thì đại biểu tâm trí của hắn không đủ cao, tùy tiện liền luồn cúi. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ gật đầu, không chút suy nghĩ đi đến hàng thứ nhất. Tuy hắn thả xuống vinh quang kiếp trước, nhưng hắn vẫn nắm giữ một trái tim cường giả như cũ. Nếu hàng thứ nhất còn vị trí, như vậy hắn tự nhiên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Thích Chiêm Thai le lưới một cái, thầm nghĩ lần này có trò hay để nhìn, nhưng nàng coi như không có chơi quên hết trời đất, lập tức gọi một tên hạ nhân để hắn đi thiên dược các thông báo Trương Vị Sơn, bằng không sự tình làm lớn liền không dễ thu thập. Hả? Ô! À! Nhìn thấy Lăng Hàn nhanh chân về phía trước. Người đắc an vị đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ, tên này là ai, nhìn dáng dấp là muốn ngồi hàng thứ nhất. Nhưng hàng thứ nhất có 5 vị trí, 4 bàn đã bị người chiếm, không bàn nào không có chủ nhân, chỉ là vẫn chưa đến mà thôi. Đó là của Kim Vô Cực. Tên này là ngớ ngẩn sao? Ngay cả vị trí của Kim Vô Cực cũng dám cướp. Thú vị. 4 người ở hàng thứ nhất đều lộ ra nụ cười có tràn ngập trào phúng, có như nhích miệng cười, ngược lại muốn xem tiểu tử này là tự đại cuồng vọng hay thật có thực lực. Có điều, rất nhanh ánh mắt của bọn họ đều tập trung đến trên người Lưu Vũ Đồng. Thiếu nữ này thực sự là quá đẹp, mặc dù có chút lạnh, nhưng này cũng là một loại khí chất. Hơn nữa, nàng rất mạnh. Lẽ nào, nàng mới là chính chủ, tiểu tử phía trước chỉ là tôi tớ của nàng. Ăn, lúc này mới hợp lý. Ta phúc. Nhưng 4 người thiếu chút nữa liền phun ra ngoài, bởi vì bọn họ thấy Lăng Hàn ngồi xuống, mà Lưu Vũ Đồng thì ngồi trích một bên, đã như thế, ai chủ ai thứ vừa xem hiểu ngay. Thực sự là khó mà tin nổi, nữ tử lãnh diễm tuyệt mỹ, thực lực mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có thể ngồi dưới tiểu tử kia, hắn đến tột cùng có lai lịch gì. Nhất định là truyền nhân của hào môn nào đó, bằng không sẽ không dám đoạt vị trí của Kim Vô Cực. Ha 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 ha, để các vị đợi lâu.
Trong tiếng cười sang khoái, một nam tử vóc người thon dài từ bên trong đi ra, long hành hổ bộ, có phong thái vương giả. Cái này không phải vương giả về mặt thực lực, mà là một loại tự tin. Tham kiến tứ vương tử. Tất cả mọi người dồn dập đứng lên, chủ nhân ra trận, khách mời đương nhiên phải nể tình. Tứ vương tử ngồi một mình một bàn, vị trí đứng đầu gần bên trong, mà hắn là mặt hướng cửa, không giống người khác đều đối diện vách tường. Ngồi, mời ngồi. Ánh mắt của tứ vương tử Thích Vĩnh Dạ quét qua, phát hiện hàng thứ nhất xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, trong lòng không khỏi sững sờ, này là ai, sao lại đoạt vị trí của Kim Vô Cực. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh quét đến Lưu Vũ Đồng, trong lòng nhấc lên sóng gió không nhỏ. Hắn cũng là người của Hổ Dương học viện, tự nhiên nhận ra Lưu gia quý nữ, nhưng nàng lại ngồi dưới Lăng Hàn, cái này. Ngươi để Thích Vĩnh Dạ làm sao có thể không giật nảy cả mình. Nhưng hắn dù sao cũng là tứ vương tử, lòng dạ thâm hậu, trên mặt không có lộ ra vẻ kinh dị gì, chỉ là ánh mắt nhìn Lưu Vũ Đồng lâu hơn một chút, cái này cũng không có khiến người khác hoài nghi, bởi vì rất bình thường, nàng quá đẹp, là nam nhân đều sẽ nhìn nhiều. Ta đến giới thiệu cho mọi người một chút. Thích Vĩnh Dạ lộ ra nụ cười ung dung tự tin, hiển lộ hết khí vương giả của hắn, hắn chỉ vào người thứ nhất. Vị này chính là Lý Đông Nguyệt Lý Huynh, đệ tử thân truyền của môn chủ Thạch Lang Môn. Lý Huynh, đã lâu không gặp, hình như sắp đột phá dũng tuyển. Lý Đông Nguyệt cười ha ha nói. Tứ vương tử ngươi không nên chế nhạo ta, ngay cả ngươi cũng không có bước vào dũng tuyển cảnh, ta sao có tư cách. Lý Huynh thực sự là quá khiêm tốn. Thích Vĩnh Dạ chỉ về người thứ hai. Vị này chính là Bách Lý Đằng Vân, công tử của Bách Lý Môn Chủ. Bách Lý Đằng Vân rất trẻ tuổi, dáng dấp khoảng 17-18, hắn có chút lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, xem như bắt chuyện. Thích Vĩnh Dạ cũng không cho rằng đó là ngang ngược, tiếp tục giới thiệu. Kế tiếp là Hạ Trọng Quang Hạ Huynh, đến từ Phù Dương Trấn, mới có 18, cũng không có tham gia đại nguyên luận võ lần trước, nhưng tin tưởng khóa này chắc chắn hào quang rực rỡ. Vị này là Lưu Dư Lưu Huynh, giống Hạ Huynh, đều 18 tuổi, bản vương tử đồng dạng xem trọng biểu hiện của Lưu Huynh. Còn có vị này, ánh mắt của Thích Vĩnh Dạ đứng ở trên người Lăng Hàn, tiếng nói dừng lại, không tiếp tục nữa, bởi vì hắn không biết nên giới thiệu làm sao. Có điều hắn cũng không xấu hổ, chỉ mỉm cười nhìn Lăng Hàn, tựa hồ đang chờ Lăng Hàn tự giới thiệu mình. Hắn cũng rất hiếu kỳ, đến tột cùng Lăng Hàn có thân phận gì, lại có thể để Lưu gia quý nữ hầu hạ ở một bên. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Đại vương tử đến. Tại Hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng lên, khẽ mỉm cười với mọi người, sau đó lại ngồi xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng gia, hào môn ở nơi nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ, trong hoàng đô bát đại hào môn không có họ Lăng, lẽ nào là gia tộc ở đại thành khác? Này cũng có thể, bởi vì Vũ Quốc tổng cộng có 36 đại thành, mỗi thành thì đều có mấy gia tộc lớn, gộp lại cũng hơn 100 cái, ai có thể hiểu hết. Nhưng Thích Vĩnh Dạ lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn biết thân phận của Lưu Vũ Đồng có thể làm cho Lưu gia quý nữ hầu hạ ở một bên, Lăng gia này đến cùng là quái vật khổng lồ thế nào. Không quan tâm những chuyện đó, nói chung, hắn phải giao hảo với Lăng Hàn. Thích Vĩnh Dạ điều động bầu không khí, rất nhanh để lực chú ý của chúng nhân trở lại trên người hắn. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh cười to, tất cả mọi người cảm thấy vị vương tử này tràn ngập mị lực, rất nhiều người có ý nghĩ nguyện tống hiến cho hắn. Đại vương tử giá lâm. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Đại vương tử đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, người nào không biết đại vương tử và tứ vương tử bởi vì tranh cướp vương vị mà đánh kịch liệt, vì sao hắn lại đột nhiên chạy đến nơi này. Tứ đệ. Đại vương tử xuất hiện ở cửa lớn, hắn là một nam nhân anh tuấn, đại khái chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, khí độ phi phàm. Khuôn mặt hắn tươi cười, nhanh chân đi tới chỗ Thích Vĩnh Dạ, nhìn dáng dấp không giống như là oan gia chút nào. Thích Vĩnh Dạ đứng lên, nghênh đón đại vương tử, cũng tươi cười nói. Đại ca, sao huynh cũng đến? Lúc hai người tới gần nhau, không hẹn mà cùng dừng bước, chỉ mang theo nụ cười nhìn đối phương, nhưng không hề vươn tay ra, ý tứ kề vai sát cánh. Tứ để tổ chức tiệc rượu, đại ca như ta đương nhiên phải tới cổ động. Đại vương tử cười nói. Thích Vĩnh Dạ không khỏi hơi nhướng mày, hắn tổ chức bữa tiệc này, dụng ý chính là thu mua lòng người, đặt xuống cơ sở để ngày sau hắn leo lên vương vị. Đại vương tử không thể nào không biết điểm ấy, như vậy hắn đến nơi này tất nhiên là vì phá đám. Ha ha, vậy thì đa tạ đại ca. Giọng nói của hắn vô cùng dối trá, nhưng nụ cười trên mặt vẫn sán lạn như cũ. Đại vương tử ngừng một lát nói.
Ta còn dẫn theo một vị khách nhân tôn quý. Há, không biết là ai? Thích Vĩnh Dạ hỏi, hắn biết đại vương tử sẽ không chỉ chạy tới lộ mặt một hồi, nhất định sẽ có động tác thực chất khác. Quách huynh, xin mời. Đại vương tử hướng về nơi cửa nói. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo xám đi vào, vóc người trung đẳng, ngũ quan bình thường không có gì lạ, nhưng lúc nhìn thấy huy chương trên ngực hắn, sắc mặt của mọi người đều hơi biến hóa. Đan sư hoàng cấp trung phẩm. Đan sư thả tới chỗ nào cũng được hoan nghênh, càng là không thể thiếu. Trong một thế lực, nếu có một vị đan sư tồn tại, thì đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với tán tu, thậm chí thế lực nhỏ. Võ giả không thể rời bỏ đan dược. Tứ đệ, ta giới thiệu cho đệ một hồi, vị này là Quách Đình Quyền, Quách huynh, đan sư hoàng cấp trung phẩm. Mà nói đến sư phụ của Quách huynh càng là không ai không biết, chính là nhân xưng đan kiếm song tuyệt đoan một đại sư. Đại vương tử tươi cười sán lạn, tâm tình cực kỳ sung sướng. Trong miệng Thích Vĩnh Dạ phát khổ, hắn biết đại vương tử là đến đập phá, mà e sợ cũng bị hắn thực hiện được rồi. Quách Đình Quyền là đan sư hoàng cấp trung phẩm cũng không có gì then chốt ở chỗ sư phụ của hắn Đoan Mục Trường Phong là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Tuy hiện tại đi gần với đại vương tử chỉ là Quách Đình Quyền, nhưng đồ đệ ở trên một ý nghĩa nào đó cũng có thể đại biểu thiên hướng của sư phụ. Đây là đại vương tử phát ra một tín hiệu cho mọi người. Quan hệ giữa hắn và Đoan Mục Trường Phong rất tốt, được đối phương chống đỡ. Cái này không khác tăng thêm cho hắn một thẻ đánh bạc, càng là một đả kích to lớn đối với Thích Vĩnh Dạ. Phân lượng của đan sư quá nặng. Quách huynh, Thích Vĩnh Dạ còn phải mặt tươi cười mà chào hỏi, không thể đuổi hai người đại vương tử rời đi, bằng không nhất định sẽ truyền ra tin tức nói hắn khí lượng tiểu nhân. Làm một thượng vị giả nhất định phải cho người ta ấn tượng đại khí, ngay cả điểm ấy cũng không làm được, hắn còn có tư cách gì kế thừa vương vị. Quách Đình Quyền rất cao ngạo, đối với tứ vương tử cũng chỉ hừ một tiếng, biểu hiện ra ngạo mạn của đan sư vô cùng nhuần nhuyễn. Nghề nghiệp này quá khan hiếm, rất được sủng ái. Quách huynh mời ngồi. Trong lòng Thích Vĩnh Dạ tức giận, nhưng biểu hiện vẫn rất khách khí. Ánh mắt của Quách Đình Quyền đảo qua trực tiếp đi về phía trước. Nếu muốn ngồi, hắn phải ngồi ở hàng thứ nhất, bằng không mặt mũi của hắn để nơi nào. Bởi vì nơi này năm bàn một hàng, trong lúc đó đối lập lẫn nhau chặt chẽ, hai bên để trống rất rộng. Quách Đình Quyền không đi bên trái chính là đi bên phải. Không may, hắn đi chính là bên trái, trực tiếp đi tới bàn của Lăng Hàn, đến có phải bởi vì nhìn thấy Lưu Vũ Đồng hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi có thể cút. Hắn lạnh lùng nói. Thật bá đạo, mở miệng liền bảo người ta cút, coi mình là thiên vương lão tử sao. Có điều, người ta chính là đan sư hoàng cấp trung phẩm, càng có một vị sư phụ là đan sư huyền cấp, có lực bá đạo như thế. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, theo người khác cách này tựa hồ là muốn thỏa hiệp, nhưng Lưu Vũ Đồng biết đây là Lăng Hàn giận, hơn nữa phi thường tức giận. Hắn nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Cút, cút, cút. Quách Đình Quyền đương nhiên sẽ không kinh sợ, hắn không chỉ nói một lần, hơn nữa còn cường điệu ba lần. Trong mắt Lăng Hàn lóe lên hàn quang, trong nháy mắt ra tay, tay phải bắt được cổ của đối phương, sau đó nhấn xuống một cái, oành một tiếng, mặt của Quách Đình Quyền đánh lên bàn, chấn động đến bầu rượu lệch qua, ngã trên mặt đất. Ồ! Quách Đình Quyền bị đè trên bàn, tứ chi điên cuồng vung vẩy, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng hoàn toàn phí công. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái tên này cũng quá trâu bò đi, ngay cả đan sư cũng dám đánh. Tê, có gan, đúng là một nam nhân chân chính. Đại vương tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, hắn vạn lần không ngờ lại còn có người dám đánh Quách Đình Quyền. Vốn hắn ở mặt khí chàng đã hoàn toàn áp đảo Thích Vĩnh Dạ, nhưng như thế, mất mặt không chỉ Quách Đình Quyền, ngay cả hắn cũng mất mặt theo. Hắn nhanh chân đi tới chỗ Lăng Hàn, tay phải vươn ra, muốn nắm cổ của Lăng Hàn quát lên. Buông tay ra cho bản vương. Soạt, một đạo kình phong lay động, Lưu Vũ Đồng đã ra tay, ngăn đại vương tử lại. Đại vương tử đầu tiên là kinh diễm, nhưng ánh mắt lập tức ngưng tụ. Ở trước mặt vương vị, hết thảy đều có thể bỏ qua, mà lá bài Quách Đình Quyền này quyết định hắn có thể áp đảo lão tứ hay không tự nhiên không phải một vấn đề nhỏ. Lui ra. Hắn quát lên, không có lập tức phản kích là vì thương hương tiếc ngọc. Lưu Vũ Đồng chỉ phất phất tay, nói. Cút. Cút, nàng lại bảo đại vương tử cút, cũng thật là gan to bằng trời. Thích Vĩnh Dạ nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nụ cười, hắn biết Lưu Vũ Đồng chính là Lưu gia quý nữ, nếu đại vương tử đắc tội nàng, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Còn đối với đại vương tử là chuyện xấu mà nói, thì đối với hắn lại là chuyện tốt. Thần đạo đan tôn, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ,
Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Giận dữ rời đi. Cút. Lăng Hàn tiện tay vung lên, Quách Đỉnh Quyền bị hắn quăng bay ra ngoài, oành một tiếng đụng vào trên tường. Khốn nạn. Quách Đỉnh Quyền bò dậy, giận không nhịn nổi kêu lên, hắn thật muốn tức chết rồi, thân là đan sư được thế nhân tôn kính, lại bị người đè lên bàn, bị rượu dính đầy mặt còn bị ném ra ngoài. May là lúc này còn chưa mang món ăn lên, bằng không trên mặt hắn sẽ càng thêm đa dạng, vô cùng đặc sắc. Còn muốn tới lần nữa? Lăng Hàn lạnh lùng nói, lần này không phải lần thứ nhất hắn đánh đan sư, cũng chắc chắn sẽ không là lần cuối cùng. Ta muốn ngươi chết. Quách Đỉnh Quyền giận dữ hét. Hừng hực vọt tới, thân là một đan sư, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, thù này không báo, hắn thề không làm người. Lăng Hàn ra tay, oành. Quách Đỉnh Quyền bị hắn tóm cổ lần thứ hai, không hề ngoài ý muốn đụng lên bàn, khác biệt ở chỗ, lần này dùng sức càng lớn đánh vỡ cả mặt bàn. À, trên mặt Quách Đỉnh Quyền che kín vết máu, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Có điều, hắn không dám lao tới lần thứ hai bởi vì hắn ý thức được thực lực của mình kém Lăng Hàn quá lớn. Đáng ghét, từ khí tức phán đoán đối phương và hắn không phân cao thấp, nhiều nhất chỉ là tổ nguyên tầng 4, làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn đại vương tử, đối phương đang đối lập với Lưu Vũ Đồng, hiển nhiên không thể giúp hắn ra tay. Hắn cất giọng nói, ai đánh tiểu tử này một trận, ta cho hắn 10 viên bão nguyên đan. Cái gì bão nguyên đan? Đối với người tổ nguyên tầng 9 trở xuống mà nói, đây chính là đồ tốt, có thể giúp ngưng tổ nguyên hạch, tăng lên khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Một hơi lấy ra 10 viên thực là bạo tay. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng người cảm thấy hứng thú lại không nhiều, bởi vì ngày hôm nay có thể được mời tới, người nào không phải thiên tài. Đối với thiên tài mà nói, nếu như ngay cả ngưng tụ nguyên hạt cũng cần nhờ ngoại lực trợ giúp, cái này vẫn xứng được gọi thiên tài sao? Quách Đỉnh Quyền thấy thế, không khỏi cắn răng nói. Một viên địa hỏa đan. Thao địa hỏa đan. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên, thậm chí ngay cả Thích Vĩnh Dạ cùng đại vương tử cũng lộ ra vẻ đồng tâm. Hiệu quả của địa hỏa đan giống tử nguyên đan đều là giúp võ giả đột phá dũng tuyền cảnh, chỉ là hiệu quả kém nhiều, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 2 phần 10 xác suất, nhưng vì linh dược hiếm có nên giá trị rất cao. Như Thích Vĩnh Dạ cũng coi như là thiên tài, còn bị nhốt ở tổ nguyên tầng 9 đỉnh phong hơn nửa năm. Bình thường mà nói, có thể ở trong 3 năm dưới đột phá đến dũng tuyền cảnh cũng đã đáng giá tán thưởng. Mà đại vương tử, từ 7 năm trước liền đạt đến tổ nguyên tầng 9 đỉnh phong, nhưng hiện tại vẫn vậy, đủ thấy đột phá dũng tuyển cảnh khó khăn ra sao. Một viên địa hỏa đan có khả năng để thiên tài tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện, ngươi nói quý giá cỡ nào. Tuy vật liệu luyện chế địa hỏa đan không quý như tử nguyên đan, nhưng vô cùng hiếm thấy, thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Bằng không lấy tài lực của đại nguyên vương phủ, làm sao cũng có thể mua được mấy viên. Bởi vậy, mọi người lập tức hừng hực nhìn Lăng Hàn, phảng phất hắn chính là một viên địa hỏa đan. Làm càn, các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thích Vĩnh Dạ hừ lạnh nói, hắn là người làm đại sự, nên lập tức đè tham niệm xuống. Quách Đỉnh Quyền là người của đại vương tử, hắn tội gì phải để đối phương hạ giận. Mà Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng có quan hệ người ngoài không biết, như vậy lập trường của hắn tự nhiên rất rõ ràng. Giúp Lăng Hàn. Hắn hét như thế, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Đây chính là phủ đệ của tứ vương tử à, nếu như đồng can qua ở nơi này, nói tạo phản cũng không khác nhau gì cả. Quách Đỉnh Quyền vù vù thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm Thích Vĩnh Dạ đột nhiên quay đầu rời đi. Hắn tuyệt không cam tâm nuốt xuống cơn giận này, hắn muốn xin sư phụ của mình đến, không ai có thể nhục nhã một vị đan sư như vậy. Quách huynh, Quách huynh. Đại vương tử vội vàng kêu lên đuổi theo Quách Đỉnh Quyền rời đi. Hai người đột nhiên đến, đi cũng đột nhiên, đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại. Có mấy người đau lòng địa hỏa đan, có mấy người thì hiếu kỳ sự tình phát triển kế tiếp. Người đâu đổi một cách bàn. Thích Vĩnh Dạ bắt đầu điều tiết bầu không khí, lần thứ hai phát huy ra mị lực của hắn, để bầu không khí của tiệc rượu náo nhiệt lần nữa. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú với Lăng Hàn. Phải biết áp chế Quách Đỉnh Quyền không khó, nơi này 8 phần 10 trở lên đều có thể làm được. Nhưng dám làm như vậy, phỏng chừng chỉ có Lăng Hàn. Lăng huynh, không biết ngươi từ đâu tới? Có người rốt cuộc hỏi. Thương Vân Chấn. Lăng Hàn không ẩn giấu, hắn muốn tham gia đại nguyên luận võ, hộ tịch là không giả được. Thương Vân Chấn. Tất cả mọi người sườn sốt. Này chỉ là một địa phương nhỏ do đại nguyên thành quản lý, vì sao sức lực của Lăng Hàn châu bò như thế?
Không chỉ hắn châu bò, ngay cả nữ tử bên cạnh hắn cũng cực kỳ ngạo khí, ngay cả đại vương tử cũng không có để ở trong mắt. Thích Vĩnh Dạ càng thêm kinh ngạc, Lăng Hàn là Thương Vân Trấn. Vậy làm sao dính líu quan hệ với Lưu Vũ Đồng? Muốn nói mặc dù hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng so sánh với Lưu Vũ Đồng lại có chút không bằng. Dù sao, bọn họ chỉ có thể nói là chi nhánh của hoàng thất Thích gia, truyền thừa lớn như vậy, quan hệ kỳ thực cũng không quá chặt chẽ. Trừ khi hắn có thể lên làm đại nguyên vương, bằng không ngay cả hắn cũng không xứng cưới Lưu Vũ Đồng, nhưng Lăng Hàn có thể để Lưu Vũ Đồng đi theo bên người. Chỉ là tiểu tử ở Thương Vân Trấn, dựa vào cái gì? Từng món ăn được đưa lên, mọi người cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền bắt đầu ăn, võ giả tiêu hao lớn, xác thực rất dễ đói bụng. Ha 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 ha, xin lỗi, tứ vương tử, ta tới chậm. Trong một tiếng cười dài, chỉ thấy một nam tử vóc người thon dài đi vào, dáng dấp khoảng 20 tuổi, có khí thế kinh người. Kim gia lão tam Kim Vô Cực. Kim Vô Tương theo ở phía sau, dập khuôn từng bước, thật giống như chuột thấy mèo, hoàn toàn không có hung hăng như trước. Kim huynh, sao cố ý đến muộn như vậy? Thích Vĩnh Dạ đứng lên cười hỏi. Có chút việc vặt. Kim Vô Cực vừa nói, vừa đi về phía trước. Ca, chính là hắn. Chính là hắn. Đi tới hàng thứ nhất, Kim Vô Tương lập tức chỉ vào Lăng Hàn la lên. Ánh mắt của Kim Vô Cực đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ô, Lưu Sư Muội, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn cũng là đệ tử của Hổ Dương Học Viện, đương nhiên nhận ra Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng không trả lời. Kim Vô Cực biết tính cách của nàng, nên không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lăng Hàn, lập tức bay lên một luồng hơi lạnh. Hắn vốn chỉ đến muộn một hồi, nhưng ở cửa gặp phải đệ biết được chuyện xảy ra, hắn liền sai người điều tra Lăng Hàn. Cái này cũng không khó, sau khi báo tên tự nhiên sẽ lưu lại tư liệu. Chỉ là thiếu gia của một gia tộc nhỏ ở Thương Vân Trấn, lại dám đối phó Kim gia. Hắn tuyệt không cho rằng Lưu Vũ Đồng sẽ coi trọng Lăng Hàn, coi như phải, Lưu gia cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Chuyện này quả thật sẽ làm Lưu gia mất hết mặt mũi. Bởi vậy, hắn cũng không sợ Lưu Vũ Đồng ra mặt cho Lăng Hàn, hơn nữa thực lực của hắn còn trên Lưu Vũ Đồng. Tiểu tử, cút khỏi vị trí của ta. Hắn lạnh lùng nói. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Sát đánh sai người. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi hiện lên một nụ cười, nói. Ngươi nhất định muốn vị trí này. Hừ, cái này vốn là vị trí của ta. Kim Vô Cực lạnh lùng nói. Được, nếu ngươi muốn, liền để cho ngươi. Lăng Hàn rất thoải mái đứng lên. Phốc, không ít người nhất thời phun ra ngoài bởi vì cái này trước sau khác biệt quá to lớn. Trước đó, Lăng Hàn ở trước mặt đại vương tử, ngay cả đệ tử của Đan Kiếm Song Tuyệt cũng dám đánh, nhưng hiện tại lại kinh sợ. Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Đừng nói bọn họ khó mà tin nổi, ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng không hiểu. Ở trong ấn tượng của nàng, mặc dù Lăng Hàn coi như bình thản, nhưng trong lòng so với bất luận người nào còn kiêu ngạo hơn. Hắn sao sẽ thỏa hiệp? Thật muốn khai chiến, nàng đủ ngăn cản Kim Vô Cực. Mà coi như Kim gia đứng ra, không phải Lăng Hàn còn có Thiên Dược Các đứng ở phía sau sao? Toàn bộ vũ quốc có thế lực nào dám đắc tội Thiên Dược Các? Không có, tuyệt đối không có, bởi vì thế lực khổng lồ này không chỉ ở vũ quốc, chi nhánh ở khắp Bắc Hoang Cửu Quốc, bất kể là của cải hay thực lực, đều cực kỳ kinh người. Ngươi nghĩ, võ giả tu luyện không thể rời bỏ đan dược, mà người ta chính là mở đan dược điếm, chẳng lẽ cao thủ tòa trấn còn ít? Lấy sự tôn trọng và kính nể của chư hòa tâm đối với Lăng Hàn, quả thực đã coi hắn là lão sư, nếu như Kim gia dám bất lợi với Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ phát động lực lượng của Thiên Dược Các ở vũ quốc san bằng Kim gia. Đã như vậy, tại sao hắn phải sợ? Lăng Hàn đưa tay kéo Lưu Vũ Đồng, khuôn mặt của cô gái nhỏ nhất thời đỏ ửng, nào có dáng dấp của mỹ nhân băng sơn. Sát! Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc diễm quang bắn ra bốn phía kia, tất cả mọi người đố kỵ đến đỏ mắt, hận không thể chặt tay Lăng Hàn. Lưu Vũ Đồng hoàn toàn không còn ý nghĩ, chỉ cảm thấy dưới chân như giấm mây, theo Lăng Hàn đi tới bàn phía sau ngồi xuống. Tuy Lăng Hàn đã thu tay về, nhưng nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy tim nhảy kịch liệt. Chờ xem kịch vui đi. Lăng Hàn nhẹ giọng nói. Lúc này Lưu Vũ Đồng mới dùng mình nói. Có gì vui chứ? Lăng Hàn nói nhỏ. Ngươi đừng quên Quách gì đó kia là đi gọi viện binh. Ngươi hãm hại Kim Vô Cực. Lưu Vũ Đồng hiểu rồi. Lăng Hàn cười cợt nói. Ta đã hỏi hắn có phải muốn vị trí kia hay không. Chính hắn nói muốn,
liên quan gì tới ta? Lưu Vũ Đồng không khỏi hé miệng cười duyên, nhưng lập tức lại nhíu mày, nói. Đoan Mục Trường Phong sẽ không lỗ mãng như vậy chứ. Ta đánh cược ngày hôm qua hắn liền tức sôi ruột, mà sau khi Quách gì đó trở về, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, hỏa khí của hắn sẽ càng lớn. Hơn nữa, thời điểm ta đánh Quách gì đó, căn bản là không lên tiếng trực tiếp ra tay. Lăng Hàn cười nói. Vì lẽ đó, lão nhân kia cũng có khả năng làm như vậy rất lớn. Sau khi Đoan Mục Trường Phong phát hiện mình ra tay nhầm, nhất định sẽ lại nhìn chằm chằm ngươi. Lưu Vũ Đồng nhíu mày. Ta nghĩ, khi đó Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn cũng nên đến rồi. Có điều coi như bọn họ không tới, ta cũng có biện pháp đối phó lão gia hỏa kia. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì Chư Hòa Tâm đã nói với hắn sự tình của Đoan Mục Trường Phong. Lão gia hỏa kia được xưng Đan Kiếm Song Tuyệt, kiếm pháp tên Đãng Phong Kiếm Pháp, võ khí huyền cấp hạ phẩm. Lão gia hỏa kia chỉ có thể sử dụng 7 thức, nhưng Đãng Phong Kiếm Pháp hoàn chỉnh lại có 9 thức. Lão gia hỏa được kiếm phủ hẳn là bản thiếu, bởi vậy không thể học được 2 thức cuối cùng. Vừa vặn, trong tay Lăng Hàn có Đãng Phong Kiếm Pháp hoàn chỉnh, bởi vậy hắn ăn chắc đối phương rồi. Lưu Vũ Đồng khẳng định là bị Lăng Hàn làm hư, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì Lăng Hàn không có cốt khí để tất cả mọi người xấu hổ làm bạn với hắn, không có ai lại nói chuyện cùng hắn. Mà Kim Vô Tương thì liên tiếp quay đầu lại quay về Lăng Hàn lộ ra dáng dấp khiêu khích, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn nguyên bản tưởng rằng Lăng Hàn sẽ mạnh miệng, như vậy ca ca sẽ có cớ ra tay đánh Lăng Hàn, không nghĩ tới tên này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như vậy. Có điều, ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh được một kiếp sao? Kim Vô Tương hừ lạnh. Chỉ cần tiệc rượu kết thúc, ra cửa lớn của phủ đệ tứ vương tử Kim Vô Cực liền xuất thủ tàn nhẫn giáo huấn Lăng Hàn một trận. Mặt mũi của tứ vương tử vẫn phải cho. Lần này Lăng Hàn thoái nhượng, ngay cả Thích Vĩnh Dạ cũng không nghĩ tới, cũng đồng dạng xem thường Lăng Hàn. Bởi vậy không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn, hắn dựa theo nguyên kế hoạch, triển khai du thuyết với mọi người, hy vọng có thể để cho mọi người đến dưới trứng của hắn. Sư phụ chính là hắn. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một thanh âm tràn ngập oán hận vang lên, bóng người của Quách Định Quyền xuất hiện lần nữa, chỉ tay vào trong phòng. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người bay qua tốc độ nhanh kinh người. Đó là một lão giả áo xám, trên lưng vác một thanh kiếm, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở bên người Kim Vô Cực. Sau đó đưa tay ra, chộp vào cổ của đối phương, tàn nhẫn nhấn xuống một cái. Oành! Lực lượng này vô cùng lớn, chấn vỡ cái bàn thành hai đoạn, mà lúc này rượu và thức ăn đắt lên, nên toàn bộ gì đó đều đổ đến trên mặt Kim Vô Cực. Họ vô đơn chí, tuyệt đối là họ vô đơn chí. Kim Vô Cực nào sẽ nghĩ tới có người lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn cường đại đến thái quá, để hắn ngay cả một tia phản kháng cũng không có, ngơ ngơ ngắc ngắc liền gặp tai vạ. Ha 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 ha, ngươi cuồng a, ngươi lại cuồng cho ta. Quách Định Quyền chạy tới, nhắm cái mông của Kim Vô Cực đá mấy phát, khuôn mặt hắn dữ tợn, hận không thể giết người. Kim Vô Tương sửng sốt một chút, mới kêu lên. Tại sao các ngươi lại đánh người? Oan ức không thôi. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có anh em bọn họ tùy ý bắt nạt người khác, nhưng hôm nay ca ca lại bị hai người không quen biết đánh, điều này làm cho hắn không kịp phản ứng. Quách Định Quyền liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ xa lạ, căn bản không phải mỹ nữ băng sơn kia, có điều hắn không để ở trong lòng, tiếp tục đạp Kim Vô Cực. Hai bên trong cuộc, một bên hiểu lầm, một bên đầu óc mơ hồ, nhưng những người khác thì hiểu ra Quách Định Quyền mời sư phụ của hắn tới, nhưng lại đánh nhầm. Đáng thương cho Kim Vô Cực, không hiểu ra sao liền bị đánh, lúc này hẳn phiền muộn không chịu nổi. Chẳng trách lúc nãy Lăng Hàn tặng vị trí cho Kim Vô Cực, nguyên lai hắn đã sớm muốn bấy người. Sát, cái tên này thực sự là quá âm hiểm. Thấy Kim Vô Cực còn đang bị đánh, mà Kim Vô Tương thì mờ mịt, không ít người không nhịn được cười lên. Mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn, rốt cuộc cảm hóa tất cả mọi người, mỗi người đều ôm bụng cười to. Quách Định Quyền rốt cuộc cảm thấy không đúng, hắn kéo Kim Vô Cực lên. Chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ dính đầy thức ăn, không khỏi ngẩn ra, nói. Ngươi là ai? Phốc! Kim Vô Cực phun ra một ngụm nộ huyết. Ngươi không quen biết ta, lại đánh ta làm chi? Còn đánh tàn nhẫn như vậy. Hắn trêu ai chọc ai. Không quản các ngươi là ai, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Hắn giận dữ hét. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Ung Dung Khống Tràng. Tên này không phải người đánh ngươi.
Đoan Mộc Trường Phong cũng sững sờ, càng có chút bất mãn. Nếu không phải, sao ngươi vừa đến liền chỉ vào người này chứ? Không phải. Quách Định Quyền cũng rất phiền muộn a. Nếu ngươi không phải Lăng Hàn, tại sao lại ngồi ở chỗ này? Hắn nhìn về phía Kim Vô Cực, nói. Người lúc trước ngồi ở chỗ này đâu? Kim Vô Cực không ngốc, lập tức phản ứng lại, mình bị Lăng Hàn hãm hại. Tiểu tử kia đắc tội hai người này, vừa vặn mình muốn hắn nhường chỗ, kết quả tiểu tử này nhân cơ hội gài bẫy, lừa hắn thảm rồi. Tiểu súc sinh chết tiệt. Lăng Hàn. Hắn hét lớn. Lăn ra đây cho ta muốn giết ngươi. Lăng Hàn. Đoan Mộc Trường Phong vừa nghe trong lòng nhất thời bay lên sát cơ. Đây là một tiểu bối để hắn nhục nhã. Hắn cáo già như vậy, đương nhiên lập tức phản ứng lại, hắn và Kim Vô Cực đều bị Lăng Hàn giở trò. Soạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, bị nhiều người nhìn kỹ cũng không chút khẩn trương. Hắn uống một hớp rượu, không khỏi hoài niệm đến đời trước. Khi đó hắn uống đều là rượu ngon thượng đẳng nhất, tuyệt không phải cái gọi là rượu ngon, này có thể so sánh. Kim Vô Cực tạm thời không có ý tứ tính sổ với Quách Định Quyền. Lại nói đối phương có Đoan Mộc Trường Phong làm chỗ dựa, đây chính là cường giả dũng tuyền cảnh, thực lực không biết vượt qua hắn bao nhiêu lần. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nắm hai tay. Khuôn mặt dính đầy thức ăn còn chảy ra máu tươi, dáng dấp kia vừa hung ác lại dữ tợn, quả thực có thể dọa sợ tiểu hài tử. Há, ngươi đang đùa chúng ta? Lúc này Kim Vô Tương mới phản ứng lại, chỉ vào Lăng Hàn kêu to. Ha 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 ha. Nhiều người không nhịn được cười to. Quả nhiên rồng sinh chín con đều khác biệt, Kim Vô Tương này thực là ngu ngốc, quả thực không giống như thân huynh đệ với Kim Vô Cực. Ngươi cũng thật gan to bằng trời. Đoan Mộc Trường Phong uy nghiêm đáng sợ nói. Lại dám tính toán cả hắn vào, tiểu bối này tuyệt đối là sống thiếu kiên nhẫn. Thấy Đoan Mộc Trường Phong mở miệng, Kim Vô Cực liền ngậm miệng lại. Hiển nhiên đối phương cũng không hợp với Lăng Hàn, mà người ta là dũng tuyển cảnh, địa vị vượt xa hắn, coi như muốn trả thù. Vậy cũng phải đến xếp hàng. Đoan Mộc Trường Phong nhanh chân đi đến chỗ Lăng Hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã quyết định coi như Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn đồng thời tới, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho tên tiểu bối này. Quách Định Quyền đi sát đằng sau, khóe miệng mang theo cười gằn. Tiểu tử này cũng dám gài bẫy sư phụ hắn, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Đoan Mộc Trường Phong đi không nhanh, nhưng một cước đạp xuống, toàn bộ phòng khách đều khẽ run lên, cho thấy vị đan kiếm song tuyệt này rất nộ. Mặc cho Thích Vĩnh Dạ thân là Tứ Vương Tử, lúc này cũng không dám mở miệng khuyên bảo. Lăng Hàn nên làm gì? Trước đó hắn chơi xác thực rất đẹp, đồng thời hãm hại hai kẻ thù, nhưng bất kể là Đoan Mộc Trường Phong hay Kim Gia, có người nào là dễ trêu. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Lăng Hàn không nên ngu ngốc như vậy. Lưu Vũ Đồng lập tức đứng lên bảo hộ ở trước người Lăng Hàn. Nhưng nàng lập tức bị Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ nghe Lăng Hàn không nhanh không chậm nói. Tứ phong khởi thiên vân loạn, hổ hạc song hình tạo vô cực. Chi? Đoan Mộc Trường Phong lập tức ngừng chân, cả người giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, dáng dấp quái đản. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức lộ ra vẻ kích động, thân thể bắt đầu run rẩy. Đây là khẩu quyết thức thứ 8 của Đãng Vân Kiếm Pháp. Đãng Vân Kiếm Pháp là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, hắn học được từ trong một tòa cổ mộ. Đáng tiếc bởi vì niên đại quá lâu, hai thức cuối cùng đã hủ nát, thức thứ 8 chỉ có một câu khẩu quyết, còn có một bức tranh cũ, mà thức thứ 9 thì ngay cả tên cũng không có. Hắn có thể không để Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn vào mắt, chính là bởi vì Đãng Vân Kiếm Pháp. Tu vi của ba người đều là dũng tuyển tầng 3, nhưng bởi vì Đãng Vân Kiếm Pháp, dù Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vì uy lực của bộ kiếm pháp kia quá mạnh mẽ, hắn nằm mộng cũng muốn được hai thức còn lại. Bởi vậy, Lăng Hàn đọc lên khẩu quyết của Đãng Vân Kiếm Pháp, để hắn làm sao có thể không kích động. Ngươi biết. Đoan Mộc Trường Phong run giọng nói. Tự nhiên. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi sẽ dạy ta sao? Lão gia hỏa chờ đợi hỏi. Lăng Hàn nở nụ cười nói. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Đoan Mộc Trường Phong nghĩ cũng không nghĩ, nói. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, bất kể là đan dược hay tài nguyên tu luyện gì, ta đều có thể cho ngươi. Hí! Mọi người đều không tìm được manh mối. Vừa rồi Đoan Mộc Trường Phong còn hận không thể giết Lăng Hàn, sao thái độ đột nhiên lại đại biến? Đây là làm ảo thuật sao? Sư phụ! Quách Định Quyền cuống lên, tiểu tử này dùng tà pháp gì vậy? Lăng Hàn chỉ huyên để Kim Vô Cực, lại chỉ Quách Định Quyền, nói. Ba tên này, ta nhìn không hợp mắt. Được!
Loại người thông minh như Đoan Mộc Trường Phong tự nhiên biết Lăng Hàn nói có ý gì. Không nói hai lời, hắn nắm Quách Định Quyền lên, lại bay tới trước mặt anh em nhà họ Kim, tay trái quét ngang. Một luồng lực lượng không thể chống lại, anh em nhà họ Kim nhất thời bị đánh gục ở trên mặt đất. Oành 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 oành, Đoan Mộc Trường Phong quyền đấm cước đá thỏa thích trà đạp ba người. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Vẹn vẹn chỉ nói vài câu tương tự khẩu quyết, Đoan Mộc Trường Phong lại thành thủ hạ của Lăng Hàn, bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Bọn họ đều khâm phục Lăng Hàn mãnh liệt. Bất kể là Quách Định Quyền hay anh em nhà họ Kim, thậm chí Đoan Mộc Trường Phong cũng bị hắn đùa trong lòng bàn tay. Anh em nhà họ Kim phiền muộn đến tận xương tủy. Ngươi nói bọn họ và Đoan Mộc Trường Phong có cừu oán gì? Trước bị hắn không hiểu ra sao đánh một trận, này còn có thể nói hiểu lầm bị Lăng Hàn hãm hại, nhưng lần này thì sao? Nhưng một cường giả dũng tuyền cảnh ra tay, bọn họ ngoại trừ chịu đòn còn có thể thế nào? Da mặt của Thích Vĩnh Dạ co giật. Từ khi nhìn thấy Lăng Hàn có thể sai bảo Lưu Vũ Đồng, hắn liền biết tên này không bình thường, nhưng châu bò đến mức này, vẫn để hắn giật nảy cả mình. Đoan Mộc Trường Phong không phải cường giả dũng tuyền cảnh đơn giản như vậy. Hắn còn là một vị đan sư huyền cấp hạ phẩm, ở toàn bộ vũ quốc cũng có chút danh tiếng, ngay cả cường giả linh hải cảnh thấy hắn cũng khách khí. Nói hơi khó nghe, hiện tại hắn và thủ hạ của Lăng Hàn khác nhau chỗ nào? Bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, nào có tôn nghiêm của đan sư huyền cấp, cốt khí của cường giả dũng tuyền cảnh. Thế nhưng, nếu như giao hảo với Lăng Hàn, không phải có thể biến Đoan Mộc Trường Phong thành của mình sao? Đại vương tử chỉ kết giao với Quách Định Quyền liền để hắn cực kỳ bị động, nếu hắn có thể chiêu mộ được Đoan Mộc Trường Phong. Vậy địa vị của hắn sẽ cực kỳ vững chắc, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn kế thừa vương vị. Mà thời điểm Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn khoan thai đến muộn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Đoan Mộc Trường Phong như phát sổ đánh đồ đệ của mình cùng anh em nhà họ Kim, mà đối tượng bọn họ cần cứu, lại ngồi nhàn nhàn ở một bên uống rượu ăn ngon. Cái này là chuyện gì? Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 65, Đại Nguyên Vương Triệu Kiến. Quách Định Quyền, anh em nhà họ Kim đều phiền muộn đến tột đỉnh. Đối với Quách Định Quyền mà nói, sư phụ đánh đệ tử như lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào hắn còn có thể trả thù? Cái này không khác khi sư diệt tổ, làm như vậy sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Mà anh em nhà họ Kim cũng biết lão giả đánh bọn họ chính là đan kiếm song tuyệt, địa vị cực cao, ngay cả Đại Nguyên Vương thấy cũng phải khách khí, dù trưởng bối Kim gia biết chuyện này cũng sẽ không cho bọn họ báo thù. Nói cách khác, bọn họ ăn đòn khẳng định là uổng công chịu đựng. Lăng Hàn. Bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi. Kẻ cầm đầu tất cả những thứ này là Lăng Hàn, bị bọn họ hận đến tận xương tủy. Lăng Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn đều chạy tới, dáng dấp vô cùng sốt sắng. Không có chuyện gì. Lăng Hàn cười lắc đầu. Đương nhiên không sao rồi, tất cả mọi người thầm nói. Trước lừa anh em nhà họ Kim, thầy trò Đoan Mộc Trường Phong một trận, tiếp theo ngay cả Đoan Mộc Trường Phong cũng nghe hiệu lệnh của hắn, làm sao có thể có việc. Có điều, nhìn thấy hai đan sư huyền cấp giá lâm, dáng dấp khách khí với Lăng Hàn, tất cả mọi người không nhìn được co giật, càng thêm hiếu kỳ thân phận của Lăng Hàn. Tên này đến tột cùng là người nào? Nhịp tim của Tứ Vương Tử càng nhanh hơn, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kéo Lăng Hàn vào trận doanh của mình. Nếu có ba vị đan sư thay hắn phất cờ gieo hò, chỉ một liễu ra thì có là gì? Vương vị tất là của hắn. Lăng Hàn cũng không muốn ở chỗ này nữa, đứng dậy rời đi. Đoan Mộc Trường Phong thì mặt dày đi theo tới Thiên Dược Các. Hắn còn muốn đòi Lăng Hàn hai thức khẩu quyết và độ lục cuối cùng của Đãng Vân Kiếm Pháp. Chuyện này, Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn đều hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn không chỉ có thành tựu kinh người ở đan đạo, ngay cả võ đạo cũng có kiến giải bất phàm, lại còn có thể chỉ điểm Đoan Mộc Trường Phong. Lăng Hàn cũng không nuốt lời, sau khi trở về liền truyền cho Đoan Mộc Trường Phong thức thứ 8 của Đãng Vân Kiếm Pháp. Thức thứ 9 đâu? Này chắc chắn sẽ không truyền hiện tại, để đề phòng Đoan Mộc Trường Phong qua cầu rút ván. Chí ít cũng phải chờ Lăng Hàn đột phá xuống tuyển cảnh, như vậy truyền thức thứ 9 cũng không sao. Ngược lại chỉ là huyền cấp trung phẩm, căn bản không có đặt ở trong mắt Lăng Hàn. Đoan Mộc Trường Phong hiển nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi chiếm được thức thứ 8 liền cáo biệt rời đi. Có thể được thức thứ 9 hay không tự nhiên còn phải nhìn biểu hiện ngày sau của hắn. Sau khi trở lại phòng, Lăng Hàn ngủ rất an nhàn. Mà Lăng Đông Hành không biết buổi tối hôm nay, nhi tử gây ra bao nhiêu náo động.
chỉ là người có tư cách đi tham gia tiệc rượu của Tứ Vương Tử đều không phải loại bát quái, sự tình liên quan tới Lăng Hàn chỉ ở trong phạm vi rất nhỏ truyền lưu. Sáng sớm ngày thứ hai, một người hầu của Vương Phủ đi tới Thiên Dược Các, nói Đại Nguyên Vương cho mời, muốn gặp Lăng Hàn. Đại Nguyên Vương muốn gặp mình. Lăng Hàn không có để Lưu Vũ Đồng đi theo, một mình cùng gia đình kia đi Đại Nguyên Vương Phủ. Đại Nguyên Vương đã hơn 60 tuổi, nhưng bởi vì tu vi thâm hậu, nên bộ dạng không quá già nua. Ngược lại, thân hình hắn cao lớn khôi ngô, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hiển lộ hết khí vương giả. Linh Hải tầng 6. Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn tu vi của đối phương liền không chỗ che thân ở trước mặt hắn. Con đường võ đạo 4 và 7 là một cửa ải, vì Đại Nguyên Vương kia nên ở cảnh giới này rất lâu. Bái kiến Đại Nguyên Vương. Lăng Hàn chắp tay nói. Miễn lễ. Đại Nguyên Vương nhấc lên tay cười nói. Người trẻ tuổi bây giờ thực bất phàm, không chỉ tuổi còn trẻ liền đạt đến tổ nguyên tầng 4, càng làm cho ba vị đan sư huyền cấp đảo quanh, ngay cả bản vương cũng không có vinh quang như vậy. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, vị Đại Nguyên Vương này tự nhiên biết rõ. Lăng Hàn cười hì hì nói. Chỉ là có chút trình độ ở mặt luyện đan cho nên mới có tiếng nói chung với mấy người chư đại sư. Đại Nguyên Vương đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hắn không vạch trần. Chỉ là trong lòng hết sức tò mò, ở địa bàn hắn quản lý lại có một nhân tài như thế, để tam đại đan sư đều muốn vây quanh. Vậy nha đầu Lưu gia kia thì sao? Hắn cười nói, sự tình của Lưu Vũ Đồng cũng không gạt được hắn. Khà khà, Ngọc Thủ Lâm Phong, nên được hoan nghênh. Lăng Hàn cường điệu nói. Ha ha, người nhà. Đại Nguyên Vương chỉ Lăng Hàn tựa hồ đang trách cứ hắn dối trá, hắn chuyển đề tài nói. Ngươi cảm thấy, hai nhi tử của ta, người nào thích hợp kế thừa vị trí của bản vương? Vấn đề này nên hỏi hắn sao? Lăng Hàn cười cợt nói. Hai vị vương tử mỗi người đều có ưu điểm, đến tột cùng vị nào càng thêm thích hợp, trong lòng vương gia đã hiểu rõ, nào cần tại hạ nhiều lời. Đại Nguyên Vương cất tiếng cười to, thầm nghĩ trong lòng thằng nhóc này, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn lại chuyển đề tài, nói. Bản vương còn có một nữ nhi chưa hôn phối, ngươi có nguyện làm con rể của bản vương không? Mẹ nó, người của Đại Nguyên Vương phủ này là trực tiếp như thế sao? Lúc báo danh đại quản gia cũng kéo hồng tuyến, hiện tại tên này cũng không chờ đợi được nữa. Lăng Hàn vội vã xua tay nói. Tại hạ một lòng võ đạo trong vòng mấy năm là sẽ không cân nhắc việc hôn nhân. Đại Nguyên Vương không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Ngay cả chư hòa tâm Trương Vị Sơn Đoan Mộc Trường Phong cũng cực kỳ cung kính với Lăng Hàn, hiển nhiên thiếu niên này ở mặt đan đạo có thực lực kinh người. Nếu như có thể làm con rể mình, này đối với nhất mạch của bọn hắn có thể sẽ có trợ giúp không tưởng nổi. Nhưng nếu Lăng Hàn đã khéo léo từ chối, hắn làm vương gia đương nhiên sẽ không mặt dày mày dạn. Con gái của hắn hoa nhường nguyệt thẹn, lại không phải không ai thèm lấy. Sau này nếu gặp phải khó khăn gì cứ đến tìm bản vương. Đại Nguyên Vương cho Lăng Hàn một hứa hẹn rất lớn, dù không làm cha vợ được cũng phải giao hảo. Đa tạ vương gia ưu ái. Lăng Hàn lĩnh phần ân tình này. Dù sao hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, cần sự giúp đỡ như vậy. Trở lại Thiên Dược Các, chỉ thấy Tứ Vương Tử sớm đến bái phòng, đã đợi rất lâu rồi. Vì Tứ Vương Tử này nói với hắn rất lâu, nhưng không có cái gì thực chất, chỉ là lập quan hệ mà thôi. Hiển nhiên, vị Tứ Vương Tử này cũng biết. Miếu của mình quá nhỏ, không chứa nổi Lăng Hàn, bởi vậy chỉ bình đẳng tương giao, mà không có ý tứ thu hắn làm thủ hạ. Lăng Hàn ngược lại không ngại nhiều bằng hữu, bởi vậy, hai người tự nhiên là trò chuyện rất vui. Sau đó lại nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc đến ngày đại nguyên luận võ. Đầu tiên chính là rút thăm. Sau khi xác định 50 ứng cử viên hạt giống, những người khác sẽ lấy hình thức rút thăm phân tổ tạo thành 50 tiểu đội, phân lên các võ đài, sau đó đấu võ. Cuối cùng còn đứng ở trên lôi đài chính là 50 người đứng đầu của đại nguyên luận võ lần này có thể thu được tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương học viện. Lăng Hàn cũng bắt được một tiêu chuẩn hạt giống. Cách này bảo đảm ở trong vòng chiến đấu thứ nhất, hắn không hội ngộ đến đối thủ quá mạnh mẽ. Đương nhiên đối thủ mạnh hơn hắn cũng không sợ. Lăng ca. Chỉ thấy đám người Lý Hảo đang ở cách đó không xa vẫy tay với hắn. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Thi đấu bắt đầu. Ai nha, lần này xong đời, ta ở tổ thứ 7, nghe nói tổ này có một cao thủ hạt giống tên Tư Mã Văn Đông, người mạnh nhất của Đại Nguyên thành Tư Mã gia, đã là tổ nguyên tầng 7. Lưu Đông lắc đầu ai thán nói. Ta so với ngươi càng thảm, tổ thứ nhất, cao thủ hạt giống là Tứ Vương Tử, vậy thì một tia hy vọng cũng không có.
Chu Tuyết Nghi đồng dạng than thở, nhưng nàng lập tức lại trở nên hưng phấn nói. Có điều, Lý Hạo có khả năng giết ra ngoài thu được một tiêu chuẩn. Lăng Hàn nhìn Lý Hạo một chút. Hơn một tháng qua, hắn đã đạt đến tổ nguyên tầng 3 hậu kỳ, cái này tự nhiên là công hiệu của siêu nguyên đan. Tu vi như thế, cộng thêm đao khí, độ khả thi Lý Hạo giết ra khỏi trùng vây rất cao. Dù sao tổ của hắn tới 40 mấy cao thủ hạt giống mới tổ nguyên tầng 4. Mặc dù nói tầng 4 đối chiến tầng 3 có ưu thế cực lớn, nhưng Lý Hạo có đao khí, cái này đủ để bù đắp chênh lệch. Huống chi cao thủ hạt giống cũng phải đối mặt nguy hiểm bị người vây công, chỉ cần Lý Hạo đủ biết điều, đến cuối cùng mới bạo phát, thì có khả năng cười đến cuối cùng. Bốn người Lưu Đông đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng từng hỏi qua Lý Hạo về đao khí, nhưng mặt bọn họ cố gắng ra sao cũng không cách nào hình thành. Ai thời điểm ở Quách Thạch Trấn chúng ta còn coi mình rất mạnh, nhưng chạy đến nơi này mới biết Đại Nguyên Thành thực sự là thiên tài tập hợp, như Kim Gia, Liễu Gia tùy tùy tiện tiện liền có thể lôi ra mười mấy cao thủ hạt giống. Trần Bằng Cử lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Hắn và Chu Sướng đều dựa vào thanh linh quả bước vào tổ nguyên cảnh, nhưng khóa Đại Nguyên luận võ này cường giả như mây, không có thực lực tổ nguyên tầng 4 trở lên, như vậy trừ khi như Lý Hạo tu ra đao khí, bằng không căn bản không thể thu được 50 vị trí đầu. Lăng ca, ngươi thì sao, tổ thứ mấy? Năm người đều nhìn về phía Lăng Hàn. Bọn họ đều biết thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, nếu như rút thăm tốt, giết vào 50 vị trí đầu là rất cao. Lăng Hàn cười cợt nói. Ta là hạt giống của tổ 40. Phốc. Năm người Lưu Đông đồng thời phun ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn như nhìn một quái vật. Tên này ở mấy tháng trước còn như bọn họ đều chỉ là luyện thể cảnh, nhưng hiện tại lại trở thành cao thủ hạt giống. Điều này làm cho bọn họ có thể không giật nảy cả mình sao? Cái tên nhà ngươi đã là tổ nguyên tầng 4. Lý Hạo đập Lăng Hàn một cái, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn cho hắn hai hạt siêu nguyên đan, liền nói rõ trong tay hắn còn có càng nhiều, như vậy xông lên tổ nguyên tầng 4 cũng không kỳ quái. Trở thành hạt giống liền có thể tách ra cao thủ khác, hơn nữa Lăng ca còn có kiếm khí, vậy tuyệt đối có thể thắng. Lưu Đông nói, khắp khuôn mặt là vẻ ước ao. Mấy người Chu Tuyết Nghi cũng gật đầu. Tiến vào 50 người đứng đầu, liền có thể lấy được vé tiến vào Hổ Dương học viện, đây là mỗi một tên võ giả của Vũ Quốc đều tha thiết ước mơ. Nếu như bọn họ biết chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước, phỏng chừng mỗi người sẽ cả kinh đến con ngươi trừng ra, lại có thể để ba vị đan sư huyền cấp đi theo sau mông. Ha 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 ha, muốn thắng? Không thể. Chỉ nghe một thanh âm phách lối vang lên, một thanh niên xuất hiện ở trước người bọn họ. Là Phong Lạc. Lúc trước bọn họ săn giết Hồng Lân Giao Xà, muốn không làm mà hưởng, kết quả lại bị đại xà sắp chết phản công, giết chết toàn bộ thủ hạ của hắn, bản thân cũng bị Lăng Hàn đánh một trận, may mắn sống sót. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại oai phong lẫm liệt xuất hiện, vẫn là luyện thể tầng 9, không có một chút tiến bộ nào. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, tổ nguyên cảnh là rất khó vượt qua, tiêu tốn chừng 10 năm cũng không lạ. Bởi vậy, lúc trước hàng chiến mới hùng hổ dọa người, nhất định muốn cướp thanh linh quả. Lăng ca là cao thủ hạt giống thực lực mạnh mẽ, tại sao không thể thắng? Chu Tuyết Nghi nói. Bởi vì ta cũng ở tổ thứ 40. Phong Lạc tràn đầy tự tin nói. Ha 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 ha. Năm người Lưu Đông đều cười to. Hai người một là tổ nguyên cảnh, một chỉ là luyện thể tầng 9. Thực lực chênh lệch có thể nói là lạch trời. Bất kể như thế nào, Phong Lạc đều không có phần thắng. Cười đi, đến lúc xế chiều, ngươi sẽ khóc. Phong Lạc lạnh lùng nói. Đám người Lưu Đông đều kỳ quái, đến tột cùng hắn có đòn sát thủ gì, lại tự tin như vậy. Ha ha ha, ha 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 ha. Phong Lạc cười to, nghênh ngang rời đi. Không cần để ý đến hắn tiểu nhân mà thôi. Lăng Hàn cười nói. Năm người đều gật đầu. Buổi sáng rút thăm xong xuôi, buổi chiều chính là võ đài chiến tuyển ra 50 cường. Ngày mai lại tiến hành vòng đấu thứ hạng tuyển ra thập cường cùng quán quân. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người đi tới tràng giác đấu. Bình thường nơi này sẽ cử hành các loại hoạt động luận võ, tân niên tế tự. Nơi này còn có thể có võ giả chiến đấu với yêu thú, bởi vậy mặt đất nơi này cũng nhiễm phải máu tươi. Ngày hôm nay bởi vì phải tiến hành đại nguyên luận võ, hoạt động khác tự nhiên đều tạm dừng. Ở khu vực trung ương to lớn dựng lên 10 võ đài, 10 tổ thi đấu đồng thời tiến hành, chỉ cần 5 vòng liền kết thúc. Lăng Hàn là hạt giống của tổ 40, hắn phải đến vòng thứ 4 mới có thể lên sân khấu. Vòng thứ nhất có Chu Tuyết Nghi và Lưu Đông, một ở võ đài thứ nhất, một ở võ đài thứ bảy. Mỗi một tổ, nhân số đều khoảng chừng 70 người, chênh lệch nhau không quá nhiều, bởi vì khó bảo toàn sẽ có người lâm thời bỏ quyền. Chiến đấu vòng thứ nhất không hồi hộp chút nào, đều là cao thủ hạt giống thắng được.
Như Tứ Vương Tử đã đạt đến tổ nguyên tầng 9, dù những người khác liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ ai sẽ đắc tội một người có khả năng là đại nguyên vương đời kế tiếp, nào dám liên thủ đối phó hắn. Mà vòng thứ nhất ra trận cao thủ cũng mạnh nhất, đa số là 10 người đứng đầu giới. Trước, tỷ như Tứ Vương Tử, Kim Vô Cực, Lý Đông Nguyệt. Vòng thứ hai, thứ ba thì có một số bất ngờ xuất hiện, nhưng Trần Bằng Cử, Chu Sướng là vô duyên, hai người đều bị đào thải. Cũng may 3 năm sau còn có một cơ hội, đến thời điểm đó bọn họ có khả năng đạt đến tổ nguyên trung kỳ trở thành cao thủ hạt giống, như vậy tiến thêm một bước sẽ rất lớn. Điều này cũng có thể thấy được giá trị của thanh linh quả. Bằng không 3 năm sau bọn họ cũng có khả năng chỉ vừa mới bước vào tổ nguyên cảnh, như vậy liền không có cơ hội lần sau rồi. Hàn Nhi, đi thôi. Vòng thứ tư sắp bắt đầu, Lăng Đông Hành vỗ vỗ bả vai Lăng Hàn, cả khuôn mặt đều là nụ cười. Nửa năm trước, hắn làm sao cũng không cách nào nghĩ đến con trai của mình lại có khả năng lấy được cao thủ hạt giống. Lưu Vũ Đồng cũng gật đầu với Lăng Hàn, nàng không chút hoài nghi Lăng Hàn sẽ thất bại. Làm cao thủ hạt giống, Lăng Hàn là người thứ nhất lên sàn, sau đó mới là những người khác, tổng cộng có đến 70 người, Phong Lạc quả nhiên cũng ở trong đó. Bắt đầu đi. Một tên cường giả dũng tuyền cảnh nói, hắn là trọng tài của vương phủ. Ha 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 ha, thanh tràng cho thiếu gia. Phong Lạc Dương Dương tự đắc nói, trong nháy mắt có ít nhất 30 người đồng thời rút đao kiếm bảo hộ Phong Lạc ở trung tâm, sau đó đẩy mạnh về phía những người khác. Khán giả dưới đài đều trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng được. Quá vô liêm sỉ đi. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Một đám cừu mà thôi. Quá đê tiện. Dưới đài, 5 người Chu Tuyết Nghi đều mắng to. Chẳng trách Phong Lạc chắc chắn như vậy, nguyên lai hắn đã sớm thu mua võ giả cùng tổ để bọn họ hiệu lực cho hắn. 30 mấy người liên thủ, mà cái này lại là tổ thứ 40, cao thủ hạt giống cũng không mạnh đến mức nào, như vậy đủ để quét ngang tất cả. Đến thời điểm người khác chạy hết xuống lôi đài, còn lại Phong Lạc tự nhiên đạt được tiêu chuẩn 50 cường. Mà hắn đương nhiên sẽ không đòi hỏi 10 vị trí đầu, chỉ cần 50 người đứng đầu liền có thể đi vào Hổ Dương học viện. Quá vô liêm sỉ, không công bằng. Những người khác ở dưới đài cũng dồn dập kêu lên, đây là trần trụi phá hoại quy tắc thi đấu. Nhưng tên trọng tài kia lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói: câm miệng. Nếu trong quy tắc thi đấu không có nói rõ ràng, như vậy cách làm của Phong Lạc tự nhiên là cho phép, chỉ có thể nói hắn tóm được lỗ thủng của quy tắc. Cường giả dũng tuyển cảnh có uy thế cỡ nào, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Chẳng trách tên kia tự tin như thế, nguyên lai đã sớm thu mua người cùng tổ. Chu Tuyết Nghi tức giận nói, nhiều người vây công như vậy, hơn nữa có ít nhất 10 mấy người đạt đến tổ nguyên cảnh, Lăng Hàn song quyền khó địch tứ thủ, lần này sẽ gặp rắc rối. Lưu Đông cũng cau mày, không nhất định. Nhưng Lý Hảo lắc đầu nói, Lăng ca đã vào tổ nguyên tầng 4, hắn còn tu ra 4 đạo kiếm khí, không hẳn không có cơ hội thủ thắng. Nhất định phải thắng, tên Phong Lạc kia quá đáng ghét. 5 người đều trợ uy cho Lăng Hàn. So sánh với đó, Lưu Vũ Đồng và Lăng Đông Hành thì cực kỳ chắc chắn. Một đám cừu gộp lại cũng chỉ là một đám cừu, làm sao có khả năng thành đối thủ của Hùng Sư. Ha ha ha, trước tiên giữ lại người này, đuổi toàn bộ cái khác xuống đài. Phong Lạc Diếu Võ Dương Oai nói, chỉ huy hơn 30 người càn quét. Đây là một luồng sức mạnh cực lớn, liên thủ cùng đánh, chỉ trả giá 7 người bị lôi xuống nước, liền thanh tràng hết ngoại trừ Lăng Hàn. Hiện tại là 29-1, hơn nữa trong đó có 14 người là tổ nguyên cảnh. Song, mặc dù tiểu tử này là cao thủ hạt giống, nhưng phân đến tổ 40, nói rõ hắn chỉ là tổ nguyên tầng 4, tầng 5. Đúng kiến đông cắn chết voi, người ta còn có mười mấy tổ nguyên cảnh đây này. Thực sự là không nhìn nổi dáng dấp tiểu nhân đắc chí của tên Phong Lạc kia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tuy Phong gia không phải đại gia tộc gì, nhưng ca ca của Phong Lạc là thiên tài có tiếng của đại nguyên thành chúng ta. Đại nguyên luận võ lần trước liền lực ép Tứ Vương Tử trở thành người thứ nhất, nghe nói hiện tại đã nhảy vào dũng tuyền cảnh. Cái gì, dũng tuyền cảnh thật hay giả? Đương nhiên là thật. Tê, chẳng trách Phong Lạc dám kiêu ngạo như thế. Nghe người dưới đài nghị luận, Phong Lạc vô cùng đắc ý, hắn chính là phá hoại quy tắc, vậy thì thế nào? Làm sao các ngươi không phục? Hắn khiêu khích người dưới đài. Ngươi có gan đến cắn ta. Ngươi cũng có một đại ca tốt như ta xem. Mọi người dưới đài đều hận đến nghiến răng, chỉ cảm thấy tên này thực là tiện đến tận xương, khiến người ta chỉ muốn đánh hắn một trận.
Lăng Hàn, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người bắt nạt ta, lần này thiếu gia ta có nhiều người như vậy, một người một quyền liền đánh cho ngươi tè ra quần. Thức thời, lập tức quỳ xuống cầu xin thiếu gia ta có thể cân nhắc đánh ngươi ít mấy quyền. Phong Lạc chỉ vào Lăng Hàn nói. Lần trước là nhiều người bắt nạt ít người sao? Hóa ra, người bên hắn chết hết, mà bên Lăng Hàn lại có 7 người, liền gọi nhiều người bắt nạt ít người. Cái tên này quả nhiên vô liêm sỉ đến cảnh giới cao nhất. Lăng Hàn lắc đầu nói. Xem ra, ta không mau mau oanh ngươi xuống đài để ngươi tiếp tục biểu diễn, sẽ khiến nhân tâm phẫn hận. Ha 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 ha. Dưới đài cười thành một mảnh. Ghê tởm, ngươi còn dám mạnh miệng, khinh ta làm không được ngươi. Phong Lạc tức giận đến phát điên, chỉ tay một cái nói. Đánh cho ta, tàn nhẫn đánh cho ta. Vâng. Hơn 20 người đều vọt tới Lăng Hàn, mỗi người đều vung binh khí, có vẻ hung thần ác sát. Võ đài chiến có thể sử dụng binh khí, bằng không sẽ không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng cái này lại gia tăng độ nguy hiểm, bởi vậy nếu sợ chết thì xuống lôi đài, lưu lại trên lôi đài thì phải có giác ngộ bị giết. Lăng Hàn khinh thường sử dụng kiếm, song quyền vung lên, đã giết đi ra ngoài, báo đột quyền là đủ. Oành 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 oành. Hắn một đường đột tiến, đám người trước mặt không ai không thành thiên nữ tán hoa, bị một quyền của hắn đánh xuống lôi đài. Phải biết tuy cảnh giới của hắn chỉ là tổ nguyên tầng 4, nhưng ngũ hành nguyên hạt bạo phát, sức mạnh có thể so với tầng 8. Hơn nữa báo đột quyền chính là võ ký hoàng cấp thượng phẩm, muốn thu thập những người này còn không phải thừa sức. Thời điểm Lăng Hàn vọt tới trước mặt Phong Lạc, những người khác đã bị đánh bay ra võ đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tên này cũng quá mạnh đi. Nếu hắn là hạt giống của tổ 40, nói rõ tu vi của hắn nhiều nhất chỉ là tổ nguyên tầng 5, nhưng tư thế uy mãnh kia tuyệt đối là thực lực của tổ nguyên hậu kỳ. Lẽ nào hắn cố ý ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ? Nhưng ở đây còn có trưởng bối của các gia tộc lớn, cũng không thiếu tổ nguyên tầng 5 trở lên, tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn, xác thực chỉ là tổ nguyên tầng 4 mà thôi. Điều này làm cho bọn họ không rõ, dồn dập vé đầu trao đổi suy nghĩ. Không, không thể. Phong Lạc run cầm cập nói, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kịch bản vốn không nên như vậy. Hắn nên thuận lợi tiến vào Hổ Dương học viện, sau đó ở dưới sự chăm sóc của ca ca ung dung đột phá tổ nguyên cảnh. Nếu như số may ăn được một trái linh quả, nói không chắc còn có thể bước vào dũng tuyền cảnh. Nhưng nếu không vào được Hổ Dương học viện, vậy hết thảy đều là không. Hung hăng a, tiếp tục hung hăng. Ha 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 ha, có gan tiếp tục lưu lại. Người phía dưới hét với Phong Lạc, bọn họ sớm đã khó chịu người này, chỉ là trước kia Phong Lạc người đông thế mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn mãnh liệt như vậy? Ngươi lập tức chịu thua, tự mình lăn xuống lôi đài, bằng không ca ca của ta sẽ trừng trị ngươi. Ở trong tiếng chào phúng, Phong Lạc phản ứng lại, chỉ tay nhìn Lăng Hàn, khởi xướng mệnh lệnh. Lăng Hàn lắc đầu, tên này thực sự là bị làm hư, hoàn toàn bị ngớ ngẩn rồi. Đùng! Hắn đá một cước vào bụng Phong Lạc. Vèo, tên này liền bay xuống lôi đài, ôm bụng dưới kêu đau, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Tổ 40, Lăng Hàn thắng. Trọng tài mở miệng nói. Không, cái vị trí đó là của ta. Là của ta. Phong Lạc nghe vậy càng nhảy lên, hướng về trọng tài nói. Lập tức sửa án, bằng không ca ca của ta sẽ đánh chết ngươi. Mọi người cười thành một mảnh, một luyện thể cảnh nho nhỏ lại dám uy hiếp xuống tuyển cảnh, thực sự là buồn cười. Trọng tài hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ một cái, nguyên lực hóa thành bàn tay lớn, nắm Phong Lạc ném ra ngoài. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Thứ 9. Nguyên lực hóa hình, đây là tiêu chí của cường giả dũng tuyền cảnh. Ở trong tiếng cười nhạo, Phong Lạc chán trường chạy đi. Nếu không phải ca ca của hắn xác thực là thiên tài, vị cường giả dũng tuyển cảnh kia hoàn toàn có thể diệt hắn tại chỗ. Võ đạo coi trọng nhất chính là tôn ti, hành vi của Phong Lạc quả thực là đại nghịch bất đạo, cho dù bị diệt, Phong gia cũng không dám nói cái gì. Lăng huynh chúc mừng. Chúc mừng Lăng huynh, sinh ra một đứa con trai tốt. Lăng huynh, lần này nhất định phải hảo hảo mời khách. Trên khán đài, đại nhân vật của rất nhiều thôn trấn đều chúc mừng Lăng Đông Hành. Lăng Đông Hành cười to cực kỳ hài lòng. Trước đó, hắn cũng từng ảo tưởng qua tình cảnh này, nhưng hắn biết đây chỉ là mộng không chân thực, không nghĩ tới lại có một ngày thành sự thật. Ha 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 ha, cũng là tiểu tử thúi này số may được một tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương học viện, hẳn là không thể nào tiến thêm bước nữa. Hắn lắc đầu thật giống như rất khiêm tốn.
Kỳ thực ai cũng có thể nhìn thấy hắn cười sắp rách khóe miệng, hiển nhiên đắc ý đến sắp thành hình dạng rồi. Cũng đúng, ai sinh con trai có thể đạt được tư cách tiến vào Hổ Dương học viện đều có thể cười đắc ý như thế. Lăng huynh, không cần khiêm tốn, những thôn trấn như chúng ta có thể tiến vào 50 vị trí đầu đã rất đáng gờm. Hơn nữa, năm nay con trai của ngươi mới 17 tuổi, 3 năm sau, 6 năm sau đều có thể tham gia đại nguyên luận võ, nói không chắc lần tiếp theo chính là 10 vị trí đầu, giới tiếp nữa chính là thứ nhất. Có người cười nói, tuy Lăng Hàn đánh rất đẹp, nhưng dù sao đối thủ quá yếu, ai cũng không cho rằng một tổ nguyên tầng 4 có thể giết vào 10 vị trí đầu, huống chi là chiến thắng tổ nguyên tầng 9 như Tứ Vương Tử. Lăng Đông Hành cười khà khà, hắn tự nhiên không thể nói con trai của hắn tràn ngập hùng tâm tráng trí. Lần này là trực tiếp nhắm thứ nhất mà đi. Nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lăng Hàn đi xuống lôi đài, mọi người dồn dập tiến lên chúc mừng. Dù sao người có thể tiến vào Hổ Dương học viện đều rất tiềm lực, nói không chắc có thể một tiếng hót làm kinh người trở thành đại nhân vật hô mưa gọi gió của Vũ Quốc. Bởi vậy, ai cũng không ngại nói vài câu khen tặng vào lúc này. Ngược lại cũng không có tổn thất cái gì à. Vạn nhất ngày sau Lăng Hàn thu được thành tựu lớn, bọn họ có thể lấy chuyện này đến bám giao tình. Lăng Đông Hành là một gia chủ tự nhiên quen thuộc loại xã giao này, hắn rất chu đáo để mỗi người đều cảm thấy được hắn coi trọng. Hai cha con cộng với Lưu Vũ Đồng trở lại Thiên Dược Các, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiến hành tranh đấu 50 tiến 10. Kỳ thực 10 người đứng đầu đều có khen thưởng, đương nhiên xếp hạng càng cao, khen thưởng càng phong phú. Mặt khác, Lý Hảo cũng đánh vào 50 vị trí đầu. Hơn nữa dựa vào đao khí, khiến người ta rất xem trọng tiền đồ của hắn. Bởi vì toàn bộ đại nguyên thành trong giới trẻ tuổi đợt này, người tu gia khí, không vượt qua 10 cái. Chỉ là Lý gia cũng có trưởng bối theo tới, buổi tối người mình đương nhiên phải trước tiên chúc mừng một phen, bởi vậy nên không có mời Lăng Hàn. Đương nhiên cũng không có mời bọn người Lưu Đông. Có điều trở lại Quách Thạch Trấn, Lý gia nhất định sẽ cử hành một hồi khánh yến long trọng. Ngày thứ hai, Lăng Hàn và Lăng Đông Hành, Lưu Vũ Đồng đi tới tràng giác đấu, mà Trư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn thì đang luyện chế hồi nguyên đan, đã sớm tiến vào trạng thái vong ngã, bởi vậy không có tới quan sát Lăng Hàn thi đấu. Lăng ca. Lý Hảo đi tới, đứng sóng vai với hắn, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn mấy người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt. Mấy người này ở dĩ vãng là thần tượng mà hắn chỉ có thể ngước nhìn, không nghĩ đến hiện tại lại có thể lên đài cạnh tranh, để hắn hưng phấn vô cùng. Không nên tự ti, ngươi đã tu ra đao khí, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói. Ừ. Lý Hảo gật đầu, kỳ thực hiện tại hắn kém bọn người Tứ Vương Tử chỉ là cảnh giới không đủ, tu ra đao khí, ngày sau hắn có thể trở thành vương giả đồng cấp. Lăng huynh. Nhìn thấy Lăng Hàn đi tới, bọn người Tứ Vương Tử đều chắp tay chào, bắt chuyện. Lý Hảo không khỏi há to miệng. Lăng Hàn này cũng quá được hoan nghênh đi, thật giống như bị mọi người vần quanh, ngay cả Tứ Vương Tử cũng không được hoan nghênh như thế. Đó là tự nhiên, hiện tại sau lưng Lăng Hàn nghiễm nhiên đứng ba vị đan sư huyền cấp, từ một ý nghĩa nào đó, hắn còn trâu bò hơn Đại Nguyên Vương. Hiện tại bắt đầu tranh đoạt 10 vị trí đầu. Đại quản gia xuất hiện, con mắt hơi híp, một bộ tuổi già sức yếu, nhưng âm thanh cực kỳ vang dội, truyền khắp tràng giác đấu. Quy tắc rất đơn giản, nơi này có 10 võ đài, các ngươi tùy tiện chọn một cách leo lên. Nếu như phía trên không có ai, ngươi chính là đài chủ, nếu như có người, ngươi liền công võ đài. Mỗi người chỉ có một cơ hội công võ đài. Lúc mặt trời lặn, 10 người còn ở trên lôi đài chính là top 10. Đây quả thật đơn giản, chính là đánh. Sau khi đại quản gia nói xong, đại bộ phận ánh mắt đều nhìn lại đám người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt. Bọn họ nắm giữ thực lực tuyệt đối, nếu những người khác muốn thu được một vị trí trong 10 vị trí đầu, như vậy nhất định phải tránh mấy cường giả này. Tứ Vương Tử cười ha ha, khí vương giả bắn ra bốn phía, tung người đi lên võ đài thứ nhất, đứng chắp tay, chờ người khác khiêu chiến. Ta bêu xấu trước. Lý Đông Nguyệt nhảy lên võ đài thứ hai. Mấy người Kim Vô Cực, Bách Lý Đằng Vân, Hạ Trọng Quang cũng dồn dập chiếm một võ đài, trong nháy mắt bảy võ đài đã danh hoa có chủ. Những người này đều có tự tin tuyệt đối, cũng không để ý bị người xa luân chiến. Lăng Hàn nhấc chân, muốn lên võ đài. Lăng ca, chúng ta vẫn là đợi buổi chiều đi, như vậy cơ hội mới lớn một chút. Lý Hảo vội vàng khuyên nhủ. Ha ha, không có chuyện gì, nơi này không có mấy người là đối thủ của ta. Lăng Hàn khoát tay áo, thả người nhảy lên võ đài thứ 8. Ngay sau đó, võ đài thứ 9, thứ 10 cũng bị người chiếm. Đến đó, 10 vị đại chủ đã xuất hiện, kế tiếp liền xem ai tới khiêu chiến. Ta đến.
có người nhảy lên võ đài thứ 10 tiến hành khiêu chiến. Ngay sau đó, lại có người thứ 2 nhảy lên võ đài thứ 9. Nhưng để khán giả cảm thấy kỳ quái là lại không có ai đi khiêu chiến Lăng Hàn. Nơi này không thiếu cao thủ tụ nguyên tầng 9, tự nhiên có thể thấy Lăng Hàn chỉ là tụ nguyên tầng 4 mà thôi, lẽ ra tu vi này ở trong 10 đại chủ là lót đáy, tại sao không có ai khiêu chiến? Bọn họ không rõ, nhưng trong 50 người tiến vào vòng này, đại bộ phận đều là mấy ngày trước đã tham gia tiệc rượu của Tứ Vương Tử, biết Lăng Hàn có 3 vị đan sư huyền cấp làm hậu trường, ai dám tới khiêu chiến? Ngươi không cho 3 vị đan sư mặt mũi sao? Ngoại trừ Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt cùng mấy cường giả tuyệt đối ra còn có 2-3 người hơi yếu, tại sao phải đi chọc Lăng Hàn chứ? Nhưng dù sao vẫn phải có bất ngờ. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một thanh niên nhảy lên võ đài của Lăng Hàn. Hắn là hắc mã khóa này, bởi vậy mấy ngày trước không được Tứ Vương Tử mời, tự nhiên cũng không biết lai lịch của Lăng Hàn. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Trước 10. Ta tên Đỗ Chính Anh, nhớ ký tên của ta bởi vì không lâu sau đó, danh tự này sẽ truyền khắp thiên hạ. Người thanh niên này ngạo nghễ nói. Người này đại khái hơn 20, tu vi tổ nguyên tầng 6, cũng không biết tự tin của hắn là từ đâu tới. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết kỳ thực 2 năm trước hắn chỉ là luyện thể tầng 9 chậm chạp không cách nào đột phá tổ nguyên cảnh. Nhưng hắn được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, 2 năm liền bước vào tổ nguyên tầng 6. Sau khi một bước lên trời, hắn tự nhiên coi trời bằng vung, nhận định năm tiếp theo mình có thể đạt đến tổ nguyên tầng 9, lại năm tiếp theo nhảy vào dũng tuyển cảnh quét ngang thiên hạ tuấn kiệt. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngược lại nhàn dối cũng tẻ nhạt, liền chơi với ngươi. Làm càn, Đỗ Chính Anh lao tới. Canh, hắn lấy ra trường đao bên hông, ánh đao lấp lóe, hàn khí như xương. Hắn hét lớn một tiếng, múa đao bổ ra, hóa thành một tia sáng lạnh đáng sợ, chém tới Lăng Hàn. Kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi hung mãnh, một đao này vừa hung lại tàn nhẫn, cũng có mấy phần trình độ. Lăng Hàn xuất kiếm. Canh một tiếng, mũi kiếm một đường xẹt qua mũi đao, bùng lên hỏa tinh kịch liệt, mãi đến tận chuôi đao ung dung hóa giải một đao này. Mũi đao của Đỗ Chính Anh cách sườn Lăng Hàn 3 tấc. Nhưng thế đi đã hết, không còn chút uy hiếp. Có chút thực lực. Đỗ Chính Anh hừ một tiếng. Bất quá, ở trước mặt ta tất cả những thứ này chỉ là uổng phí thời gian. Ta nhất định sẽ dương danh thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng chỉ là đá lót chân trên con đường ta đi tới, chỉ có thể bị ta càn quét vô tình. Hắn lại công kích, soạt soạt soạt, ánh đao dương động thanh thế không kém. Mọi người dưới đài đều không nói gì, bọn họ gặp rất nhiều kẻ cuồng ngạo, nhưng Đỗ Chính Anh không phải là cuồng ngạo, mà là tự đại đến ngay cả bản thân có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, ngược lại phải đến mặt trời lặn thì võ đài chiến mới có thể kết thúc, hắn đánh bại Đỗ Chính Anh, sớm hay muộn đều không có gì khác nhau. Đỗ Chính Anh vù vù uống uống, xuất hết tuyệt chiêu, từ trận thế có thể thấy đang chiếm hết thượng phong. Hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, đối thủ chỉ là tổ nguyên tầng 4, so với hắn thấp hơn 2 cảnh giới nhỏ, làm sao có thể ngang hàng với hắn. Loại trắng cử vượt cấp khiêu chiến kia tự nhiên chỉ có hắn mới có thể làm được. Ha 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 ha, không tồi không tồi, ta thừa nhận ngươi rất tốt, bất quá cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây, ta đã quyết tâm rồi. Đỗ Chính Anh cười to, khiến mọi người cảm giác hắn như kẻ ngu ngốc. Biểu hiện của hắn nghiêm nghị, lại vung một đao, soạt, có một đạo đao khí chém ra. Dưới đài nhất thời kinh ngạc thốt lên. Đao khí. Không phải chứ, đây chính là tiêu chí của vương giả. Không nghĩ tới tên tự đại cuồng kia lại có chút thực lực. Lần này hẳn là Lăng Hàn không ngăn được. Nghe nói trong đám người trẻ tuổi thế hệ này, người nắm giữ khí không quá 10. Đỗ Chính Anh đắc ý rào rạt, nếu không tu ra đao khí, làm sao hắn dám kiêu căng như vậy. Hắn cười to nói, có thể khiến ta vận dụng đao khí, ngươi cũng đủ quang vinh rồi. Lăng Hàn lắc đầu thất vọng nói, chỉ có một đạo đao khí sao? Này này này, ngươi đây là vẻ mặt gì, một đạo đao khí còn chưa đủ châu bò. Đỗ Chính Anh khó chịu, nhìn thấy mình đánh ra đao khí, tiểu tử này còn không sợ đến tè ra quần. Đủ đánh bại ngươi 100 lần rồi. Hắn quát to, múa trường đao, đao khí ngang dọc, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cười cợt, tiện tay chém ra một kiếm, tương tự đánh ra một đạo kiếm khí. Phốc! Tất cả mọi người dưới đài đều phun ra ngoài. Tu ra, khí, liền có tiềm lực trở thành vương giả võ đạo, nhưng nói như vậy, bốn đạo, khí,
là tiểu thành, 7 đạo là đại thành, 10 đạo viên mãn, mà chỉ có đạt đến tiểu thành mới có tư cách được gọi là vương giả. Nhưng dù chỉ tu ra một đạo khí, vậy cũng là chuyện không bình thường, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy hiện tại xuất hiện hai người tu ra khí quyết đấu, điều này đương nhiên khiến mọi người kinh ngạc thốt lên. Làm sao thì chuyện tranh cướp ngôi vị đệ nhất cũng phải là ngày mai mới nên phát sinh. Cái gì, ngươi cũng có kiếm khí? Hai mắt của Đỗ Chính Anh mở to, tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này rất kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nói. Hừ, coi như nắm giữ kiếm khí thì lại làm sao, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đỗ Chính Anh vung trường đao, bày ra một thức mở đầu. Hắn kỳ ngộ đạt được một môn đao phủ và một bình đan dược giúp hắn đột phá tụ nguyên cảnh tu vi một đường tăng vọt, mà đao phủ cũng không đơn giản, chia làm hai giai đoạn thứ nhất là hoàng cấp thượng phẩm, giai đoạn thứ hai thì tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm. Hắn ở tụ nguyên cảnh tự nhiên chỉ tu thành giai đoạn thứ nhất, lại làm cho hắn hình thành đao khí, đủ thấy uy lực của môn đao pháp này cường đại cỡ nào. Phá sơn đao pháp. Hắn hét lớn một tiếng, chém ra một đao, đao khí như rồng, lóng lánh chói mắt, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn trích nghiêng mũi kiếm, vận chuyển kinh điển kiếm pháp, kiếm khí nổ ra. Oành! Kiếm khí va chạm đao khí, bỗng nhiên nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt, chỉ thấy đạo đao khí kia bị đập vỡ tan, kiếm khí như tàu rồng tước lên ngực Đỗ Chính Anh, nhất thời, máu tươi bắn ra. À! Đỗ Chính Anh kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí đánh bay trực tiếp rơi xuống lôi đài. Hí! Tất cả mọi người ngơ ngác, mọi người đều tu ra khí, sao uy lực lại sai biệt nhiều như vậy? Chỉ có mấy nhân tài đồng dạng tu ra khí mới biết, khí có mạnh yếu khác biệt, tuyệt đối không phải tu ra là được. Bất quá, cho dù yếu cũng là khí, tuyệt đối không thể không đỡ nổi một đòn, bằng không thì sẽ không khó tu luyện như vậy. Này chỉ có thể nói rõ, kiếm khí của Lăng Hàn quá bá đạo. Dù là đám người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt, cũng lộ ra vẻ kinh sợ, lực công kích như vậy, ngay cả bọn họ cũng có chút giật mình, chỉ là bọn hắn tự nghĩ cảnh giới bản thân cao hơn Lăng Hàn rất nhiều, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh áp chế. Ung dung thắng lợi như vậy cũng khiến cho hình tượng của Lăng Hàn trở nên cao lớn, để tất cả mọi người đều biết, hắn không chỉ đơn giản là có ba vị đan sư làm hậu thuẫn như vậy. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, đại bộ phận mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai võ đài thứ 9 cùng thứ 10, hai tên đài chủ kia yếu nhất. Hơn nữa ở dưới xa luôn chiến cũng tiêu hao rất lớn, đây là con đường tốt nhất chen vào 10 vị trí đầu. Khi Thái Dương xuống núi, 10 người đứng đầu cũng quyết ra. Lần này không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, 10 vị trí đầu đều nằm trong dự liệu, tuy Lý Hạo tận lực chiến một trận, nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng tổ nguyên tầng 4, mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận. Lăng Đông Hành trở thành đối tượng bị mọi người vây quanh lần hai, đại bộ phận mọi người đều không nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể đánh vào 10 vị trí đầu, đây chính là một hắc mã rất lớn, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội trở thành cường giả dũng tuyển cảnh. Này tự nhiên để Lăng Đông Hành mừng rỡ, nhi tử có thể đạt được thành tựu như vậy, hắn là cao hứng nhất. Ngày mai tiến thêm một bước nữa, liền có thể được ám nguyệt thảo. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong.